Bây giờ mình có một cái lớp trong này của chúng ta. Thôi các bạn tập trung đi. Nó sẽ có là tên và giá. Sau đó mình sẽ ghét thuế. Thầy viết là chuyện của thầy, còn nhiệm vụ của các bạn ở trong cái thôi thôi tập trung. Nhiệm vụ của bạn làm láp là theo láp nha. Ví dụ ở đây mình có string, ở đây người ta ghi nè, cộng là public trừ private. Như vậy mình sẽ có private string tên private giá. Double và có hàm get set, thầy chỉ viết cái hàm là khởi tạo constructor lấy thuế. Lấy thuế vì tin this nhân cho 0.1, như vậy mình đã có được giá. Và trong này, trong đề người ta yêu cầu đối với lại câu 3 là sản phẩm văn hóa thì không tính thuế. Vậy làm sao mình biết nó là sản phẩm văn hóa? Có rất là nhiều cách quản lý ha. Rất là nhiều cách quản lý. Đây là product. Cái tiếp theo à, không thuế. Không thuế là sản phẩm không thuế. Mình sẽ sử dụng lại cái product và mình sẽ tính lại lấy thuế override. Return không chấm không gì nghe. Không, người ta yêu cầu ghi đề mà. Yêu cầu phải ghi đề. Java class main L1 main của L1 trong này thầy sẽ thử khai báo một cái product P1 bằng new product. Cái này thì chắc chắn được.
rờ đất P2 bằng nêu không thuế, được không? Vậy thì mình có thể làm được gì ở đây? Thầy đang muốn nói gì? Thầy đang muốn nói gì? Không được. Thầy đang muốn nói rằng hai cái P1, P2 đều là product, nhưng cái là có thuế, cái là không thuế. Nó giống gì vậy nãy? Đa hình. Như vậy chỗ này Rylit, mình sẽ cho ở đây là rồi đó, danh sách sản phẩm đi, bằng new Rylit. Ví dụ sản phẩm mình sẽ làm khởi tạo, mình sẽ làm một cái hàm khởi tạo để mình nhập luôn cho nó nhanh. Đó, mình làm một cái hàm khởi tạo. Thì ở bên cái này mình cũng viết lại một cái hàm khởi tạo. Viết lại một cái hàm khởi tạo. Và trong này phần main, ví dụ như là danh sách sản phẩm 1 chấm thêm một cái product new product với cái tên là áo phẩy giá 12345.0. Tương tự danh sách sản phẩm chấm add thêm new không thuế product, mình nhập là sách phẩy giá 8.0, danh sách add new product chúng ta sẽ khởi tạo là ba lô phẩy và chúng ta sẽ xuất danh sách này ra for product PR 2 chấm danh sách rồi sản phẩm. Chỗ này mình để là sản phẩm đi, SP. Hồi nãy mình for thường rồi, giờ mình for it. Xuất ra, cái xuất của mình đâu rồi? Mình coi lại cái product của mình xuất rồi, chưa có xuất. Bây giờ mình sẽ làm hàm xuất. Public void xuất. Xuất ra tên cộng bit.s tên giá thuế D giá lấy thuế. Rồi, lấy thuế. Bên cái
không thuế này mình cần viết không? Không. Chỗ này sản phẩm chấm xuất hết. Rồi xuất thử xem. Xuất vậy hơi khó nhìn. Mình xuất cùng dòng đi. Cùng dòng đi cho nó dễ nhìn. Xịt tê cái. Xịt tê cái. Rồi. Áo. Giá. Thuế. Sách. Giá. Thuế. Ba lô. Giá. Thuế. Được chưa? Như vậy mình đã đáp ứng được yêu cầu của câu 3, là trong đó mình nhập hai sản phẩm có thuế, một sản phẩm không thuế. Và sản phẩm không thuế này được kế thừa từ product và có viết lại phương thức tính thuế. Đấy, như vậy mình đã đáp ứng được câu 3. Câu 3 này là câu 3 lab 1 demo. Còn câu 3 lab 1 mà các bạn làm cho thầy nó phải khác, nó không giống cái này. Nó anh em xin đôi thôi chứ không phải là cái này. Còn nếu mà mang cái này đi nộp thì không có điểm nha. Làm kiểu kiểu vậy thì được, giống vậy thì được. Sáng tạo làm sao, miễn là nó có override, nó có kế thừa từ lớp product. Và cái cách mà các bạn dùng Arraylist, dùng theo dạng đa hình giống như thế này là cách tốt để mình quản lý một danh sách sản phẩm. Chứ nếu như các bạn làm ba cái biến riêng thì nó không hay. Làm ba cái biến riêng cũng được nhưng mà nó không hay. Đó là chúng ta có